Thế mẹ nó đâu? Mẹ nó nằm trong giường thôi. Bị làm sao? Bị u gan, ung thư gan. Ung thư gan à? Và mẹ thì hôm nó đi khám thì đi khám siêu âm thì giai đoạn nào rất là cuối rồi. À, giai đoạn ung thư gan giai đoạn cuối à? Giai đoạn rất là cuối. Ồ, thế thì phải nói là một cái khó khăn, trồng chất khó khăn đối với anh tên là gì nhỉ? Lúa. Anh tên là Lúa à? Đấy, khó khăn trồng chất khó khăn đối với anh Lúa. Đấy, còn đứa con út thì đang bị suy dinh dưỡng nặng và người vợ thì lại ung thư gan ở giai đoạn cuối. Đi viện về là bây giờ nhìn sắc mặt là còn đỡ hơn rồi. Đấy. Nhìn em tươi tỉnh. Đấy. Mình cắt ấy. Chắc nó cũng không uống được nhiều mấy đâu đúng không? Chắc không uống nhiều đấy. Mình sữa này nó ngọt hơn này, thích hơn này. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu. Chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Một hành trình mới đến với một cái hoàn cảnh rất là mới mẻ. Và cái hoàn cảnh này cũng đã được em Khâm chia sẻ trên kênh của Nắng Mai TV. Em Khâm là Nắng Mai TV. Có lẽ là cũng chưa nhiều khán giả biết đến cái hoàn cảnh này. Một cái hoàn cảnh tương đối là bi đát. Đấy. Đứa bé thì bị suy dưỡng nhỉ, suy dưỡng nặng, còn mẹ thì đang ung thư gan giai đoạn cuối. Đấy thì nghe cái câu chuyện mà em Khâm kể qua là như vậy. Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị trên kênh Anh Tháng Minh Hiếu nhé. Hôm nay thì Khâm rất là vui khi nhận được sự đồng hành từ anh Hiếu. Thì cái hoàn cảnh bé Sá thì Khâm cũng có chia sẻ trên kênh, nhưng bởi vì là cái sự lan tỏa nhiều chưa đến với nhiều người hay là chưa hỗ trợ được gì nhiều cho em. Thì cũng thông qua video này của anh Hiếu, Khâm rất là mong sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của quý nhà hảo tâm cũng như là những cô bác anh chị có tấm lòng vàng hỗ trợ cho em được cân đường hộp sữa. Thì Khâm rất là vui sẽ được làm cầu nối để trao đến tận tay gia đình, cũng như là để cho em Sá có thêm sức khỏe, với lại có gia đình có thêm niềm tin cho cuộc sống của em ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi, ok, sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi hành trình của Minh Hiếu cũng như là em Khâm nhé. Nhà ngay đây luôn à? À. Sao số viên của em gọi cho anh chứ không được. Rồi nhá. Đây cho anh. Nhà. À. Vừa đi làm gì về ạ? Vừa đi cắt cỏ về. Cắt cỏ ạ? À. Đứa bé, à đứa bé đây à? Anh bật điện lên một tí được không? Hơi tối tối. Ôi sướng quá nhỉ. Đây. Quý cô bác chị có thể nhìn thấy. Hôm qua hôm kia vừa ra viện à? Vâng. Hôm kia vừa ra viện. Nhưng mà bé được mấy tuổi rồi? Bé được nó sinh năm 27 tháng 5 thì vào 17-18 tháng ạ. 17-18 tháng ạ. Bị thì được lâu quá thì về nó gầy hết cả. Nhưng mà không ăn uống được gì à? Có uống được gì không? Không ăn uống được gì, bây giờ đi viện về thì nó ăn một tí với lại nó đi ngoài bình thường. Đây, chồng quý ba chị nhìn thấy chồng đứa bé rất là đáng thương luôn. Được bao nhiêu tháng tuổi rồi anh? Được 10, bây giờ tháng 7, tháng 8 này thì được gần 18 tháng ấy. 18 tháng tuổi. 17, 18 tháng tuổi à? Vâng. Thế là nhà anh là có bao nhiêu đứa con? 4 đứa. 4 đứa con à? Ở đây hết à? 4 đứa này hết à? Đây là 3 đứa đây à? Một đứa là con gái đúng không? À đây vẫn là con trai à? Thế là hai son gì nữa? Ba đứa trai à? Đứa này được bao nhiêu cân? Đứa này lúc đi viện cân là được 7 cân. 7 cân. Mấy tháng rồi này? Anh bảo 7 tháng nhỉ? 18 tháng. 17 tháng à? 17 tháng mà được có 7 cân. Suy dinh dưỡng nhiều đấy. 17 tháng thì ít ra nó phải tiêu chuẩn của nó là khoảng 11 cân. Hôm nọ em lên là còn yếu lắm. Đau thương quá nhỉ. Lên đây là đi viện truyền là bây giờ còn đỡ rồi đấy. Đi viện truyền. Được viện vì là các bạn 18 tháng thì tiêu chuẩn cân bé trai nó rơi vào khoảng 11 kg. Thì bé Sá bây giờ đi viện cân được có 7 kg thôi. Em suy dinh dưỡng rất là nhiều. Rất đáng thương đấy. Hôm nay thì Minh Hiếu tiếp tục trích cái số tiền quỹ của cô Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ. Đợt đấy đã gửi cho Minh Hiếu và Minh Hiếu đã mua test cho cái điểm trường Bản Lầu, còn dư số tiền là 870.000. Hôm nay thì Minh Hiếu mua một thùng sữa cũng như là mua sữa ông Thọ, một gói đường cũng như là gói kẹo cho cháu. Thì uống sữa được không? Bé có uống sữa được không? Bây giờ thì uống được, uống được một tí. À bác sĩ vẫn cho uống sữa gì? Không sao, không sao. Cái sữa ông Thọ em mua pha uống. Có pha nhưng mà lúc đầu nó uống ít hơn lúc. Cuối cùng thì nó uống một tí thôi, nó không uống nhiều, kiểu nó không uống không quen đấy. Thế nhưng mà sữa này là nó thích uống hơn đúng không? Cái sữa kia em mua sữa hộp, cái sữa kiểu dinh dưỡng tăng cân đấy, không vừa miệng. Sợ có khi là nó không ngọt quen. Sữa kia nó sữa chuẩn nhưng mà nó không ngọt mấy đúng không? Bé này là bé trai hay bé gái? Cái sữa này bé trai, bé trai. Khổ thân quá nhỉ. Thế hôm nọ đi viện là được đi bao nhiêu lâu? Đi được 8 ngày. 8 ngày à? 8 ngày xong là điều trị đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Thế bác sĩ có hẹn là hôm nào quay lại để khám lại không hay là? Các bác sĩ bảo là bởi vì là suy nặng thế nữa thì mình ở đủ trong ngày bệnh viện này, hết thuốc của bệnh viện rồi thì mình về thôi. Chịu khó ăn à hay là như nào bác sĩ dặn như nào? Chịu khó ăn nhiều và mua thêm sữa đúng không? Mua thêm thức ăn nhiều và để nó mới đủ chất một tí. Thế mẹ nó đâu? Mẹ nó nằm trong giường thôi. Bị làm sao? Bị u gan, ung thư gan. Ung thư gan à? Và vậy mẹ thì hôm nó đi khám thì đi khám siêu âm thì giai đoạn nào rất là cuối rồi. Giai đoạn ung thư gan giai đoạn cuối à? Giai đoạn rất là cuối. Thế thì phải nói là một cái khó khăn, trồng chất khó khăn đối với anh. Anh tên là gì nhỉ? Lúa. Anh tên là Lúa à? Đấy, khó khăn trồng chất khó khăn đối với anh Lúa. Đấy, đứa con út thì đang bị suy dinh dưỡng nặng và người vợ thì lại ung thư gan ở giai đoạn cuối. Đấy thì rất là khó khăn, phải nói như thế đúng không? Thì bây giờ là mọi thứ là dồn vào, gánh nặng vào đôi vai của anh hết. Đấy, chăm sóc 4 đứa nhỏ này. Đấy. Ôi cố gắng thôi, biết làm sao được. Nhưng mà chị là đang nằm ở đây à? Có ăn uống được gì không? ăn được ở 1 ký nhưng mà đau quá. Đau quá. Thế thì bệnh viện Yên Minh là người ta chụp chiếu là kết luận là ung thư gan giai đoạn cuối rồi đúng không? Vâng. À. Giờ giai đoạn cuối thì cũng không một thuốc gì nữa. Nói chung là bởi vì là con dịch kia là cũng to lắm mà. Đúng rồi. Cái bây giờ chả bụng to lắm à? Con dịch kia là bảo là dịch kia là nó dài. À. Dài dài 38 mm, 36 mm dài. Còn bé nhất là cũng dài 15,8 mm dài. À thế à? Đầy dịch chống ổ bụng tự do. Tức là chắc là bị mới phát hiện hay là ấy? Cũng phát hiện lúc mới bị rồi nhưng mà được 3 tháng ở đây là cũng vừa đi thuốc vừa đi bác sĩ. Nhưng mà giai đoạn cuối là khó rồi, nói chung là khó. Cái gì thì cái mà kể cả những cái bệnh ung thư khác thế là mình kiểu mới đầu thì rất là khó phát hiện đấy. Đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì bắt đầu là mới phát hiện thì lúc đấy là chữa nó hơi khó rồi, hơi khó. Phải nói là như thế. Đấy thì thôi thì anh em mình ngồi vừa tâm sự tí nhỉ. Đứa bé này là buồn ngủ rồi đúng không? Đây đây. Không phải buồn ngủ đâu anh ạ. Tình trạng như này đấy. Thế thì cho một hộp sữa chứ hả? Cho một hộp sữa hả? Đây. Than đi nè. Đây than này. Hộp sữa này. Nó mất than này. Nó mất than. Mình sẽ hả? Đây cho bạn bé, ưu tiên bạn bé lên trước xem nào. Thế hôm em lên ấy là tình trạng yếu lắm, lờ đờ đấy, yếu nhiều. Hôm đấy là mình lên mình vô tình mình lên hơi bị tối này, hơi quay về tay thì cứ con sang góc này cho sáng. Đấy. Hơi tối đây đấy. Đi viện về là bây giờ nhìn sắc mặt là còn đỡ hơn rồi. Đấy. Nhìn em tươi tỉnh. Đấy. Rồi mình cắt đi. Chắc nó cũng không uống được nhiều mấy đâu đúng không? Chắc không uống nhiều đấy. Sữa này nó ngọt hơn này, thích hơn đấy. Hẳn xài mới đưa anh ta lỗ xuân dừng xài. Đưa nó là người ta lỗ xuân dừng. Cát này. Được quá nhỉ. Bây giờ vẫn cả ngày cõng mới bế thôi chứ anh. Ừ, cõng thôi. Cõng này nó kêu lắm. Ở cái tuổi này thực ra là các em bé đang tập đi tập nói thì là bé Sá này là bé đang ngày trên lưng anh chị. Tức là cõng xuân này. Bố mẹ thôi. Không đặt xuống được. Em đi làm thì cho con cõng, con cả cõng hơn. À. Nhưng mà mình về đến nhà phát là hay như là điều vào mình hết. Đứa cả năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay được 28 năm nay. Được ở đây cháu. Đây chú xem này. Bao nhiêu năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp mấy? Lớp 8 ạ. Ồ, 14 tuổi cũng nhỏ xíu quá nhỉ. Mấy bạn này toàn nhỏ hết này. Đây cho mỗi đứa một hộp sữa nhá. Cháu xin chú bốc cho bạn bé chứ. À, đây. 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 Này đi lấy cỏ chưa? Sau này nó trồng con thì bạn bé này là tên là gì? Tên là Chờ à? Hôm nọ đi viện hết là ở nhà một mình chú thấy có một mình ở nhà. Đây con uống đi. Bé ở nhà. Thế. Đây cầm tay cầm. Đấy. Rồi bạn này nữa đúng không? Em bé này là được mấy tuổi rồi anh? Bé này là được gần 3 tuổi rồi. Gần 3 tuổi à? Tháng 10 nữa là 3 tuổi rồi. Đây bạn này này, đây. Được, đấy ngoan lắm. Rồi còn cái này thì anh cứ để lại cho bạn bé này nhá, bạn Sá nhỉ. Bé Sá à? Đấy, rất là đáng thương. Sữa này ngọt hơn là khả năng. Sữa này ngọt hơn. Bị sạc sữa. Ăn chưa? Hao đi nào. Sạc lại. Uống đi. Không nên nghỉ một tí nào. Thôi ngồi tâm sự tí nha. Đấy, cơm vô đây. Đây, sữa này thì anh gấp cho nó nhé, cho đứa bé nhé. Anh không ngồi được không hay là phải đứng à? Anh ngồi đi. Ngồi đi. Đâu, okay, anh ngồi đi. Em đang quay phim. Ngồi Đấy có mà, cái này ghế này, cũng được chứ. Đã làm đây cũng thôi. Em bé này học lớp mấy rồi? Lớp 4. Lớp 4 à? Vâng. Ừ. Em này thì học lớp 8 rồi. Em này có đi học không? Đi đấy. Ừ, đi học hết à? Đi học. Ừ. Rồi cố gắng học thôi. Uống nữa không? Đầy quá nhỉ, nhìn đầy đẹp luôn. 7 cân thì quá. Đi viện về nó, nếu trước cho đi viện thì nó gầy bàn là hai mẹ con gầy bàn nhau hết. À đấy à? Nói em nên gầy hơn, gầy à. Xong là mắt mũi lờ đờ không có sức. Giới thiệu với anh Lúa, đây là anh Hiếu. À, anh là cũng làm về thiện nguyện, nó cũng một kênh thiện nguyện rất là nhiều người biết đến. Ở anh ở trên mình cũng là cảm ơn các anh còn để giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình. Đấy thì cũng thông qua em Khâm này này, thông qua em Khâm thì em mới biết đến gia đình anh. Em thì hay kết nối với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Đấy thì chương trình của em thì cũng rất là nhiều nơi, đi rất là nhiều nơi. Đấy thì hôm nọ cũng có trao đổi chỗ em Khâm này thì bảo là con của anh, em bé Sá ấy, thì cái hoàn cảnh của anh là đứa con thì đang suy dinh dưỡng nặng, nên là em Khâm cũng chia sẻ rồi. Tuy nhiên là đấy quý cô bác anh chị ạ, ở phần đầu thì Minh Hiếu cũng đã nói rồi là em Khâm cũng đã chia sẻ video của anh Lúa cũng như là bé Sá lên rồi, nhưng mà tuy nhiên là cái duyên để kết nối gặp được cái nhà hảo tâm cũng như là mạnh thường quân thì chưa có, nên là bé là chưa được sự giúp đỡ cũng như là hỗ trợ đấy để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như thế này. Đấy thì hiện tại thì như anh Sá chia sẻ là vợ thì cũng bị ung thư gan giai đoạn cuối nữa, nên là rất là khó khăn, phải nói là rất là khó khăn. Đấy, từ những cái công việc nhỏ nhoi trong gia đình thì đều là một mình anh Sá anh Lúa gánh vác hết. Đấy Khâm xin chia sẻ thêm là bởi vì Khâm lên đây khá là nhiều lần thì cũng biết được cái hoàn cảnh của anh. Anh cũng đưa chị đi chữa trị ở bệnh viện rất là nhiều rồi. Nhà thì cũng bán hết là bò với lại các con vật nuôi ở trong nhà rồi. Thì số tiền đi chạy chữa cho chị thì thực ra là đến nay thì một cái kết khá là buồn khi mà chị là giai đoạn cuối rồi, về nhà nằm mà thoi thóp ở cái căn phòng tối này thôi. Đấy, sự rất là buồn. Thế là chị có nói chuyện được thế nào không? Nói được tí thôi. Vẫn nói được à? Về chị không biết tiếng. Không biết tiếng phổ thông à? Không biết tiếng phổ thông. À thế à? Thế thì ở đây luôn à? Ở đây luôn. Thực ra thì nếu mà nói về khi mà mình gặp phải những cái căn bệnh ấy, thì cái tiền chữa trị nó rất là nhiều đúng không? Vâng. Đấy. Thì chắc là anh cũng đưa đi viện rất nhiều nhỉ? Cũng đi viện với lại ra viện về cũng đi tìm thuốc nam về chữa về uống. À nào nó có ăn kẹo không nhỉ? Nó có ăn kẹo không? Bé ăn kẹo không? Em bắt cho kẹo ăn. Nhưng mà ăn được kẹo không anh? Sợ nó ngập. Ăn được gì? À mắc cho một viên. Đấy. Thả nhá. Đây. Nào mấy bạn này ăn kẹo không này? Đây về đây nào. Đây qua đây. Qua đằng sau đây cho mấy viên kẹo này cho mà đi. Có biết hộ bố đi cắt cỏ không? Hả? Có biết đi cắt cỏ rồi à? Lớn này là biết đi cắt cỏ đấy nhỉ? Đây. Ừ. Ai, mít sai. Đây, hai tay. Sổ sinh nhá. Đây rồi. Đây, bạn lớn này. Xin chú, nghe chưa? Đấy. Đấy, xin chào tất cả mọi người trên kênh của em Khâm, Nắng Mai TV. Hôm nay thì có một cái hành trình mình Hiếu được đồng hành với em Khâm đến với một cái hoàn cảnh rất là bi đát và rất là khó khăn. Nhà có nuôi bò không em? Có. Khâm chia sẻ thì nuôi mấy con đấy? Hai con bò à? Ở đây là đi học ở trong xã hay là học ở dưới này? Học ở trường chính nhỉ? Lớp 8 là học ở trường chính, học trong xã đấy nhỉ? Rất là đi cũng khá xa đấy. Những cháu lớn mà đã giúp được anh bố rồi đấy. Từ đây đi là thế đi bộ hay là đi xe đấy? Bộ. Đi bộ à? Từ đây đi là cũng phải mất 1 tiếng. Nhờ. 1 tiếng đấy. 1 tiếng đi bộ đi học ấy. Đi có bao nhiêu chị? Đây có cái này nhá. Anh này. Ở đây em có mua một. Đây hôm qua cũng nước lạnh nhiều quá nên rồi cái giọng hôm nay là không nói ra mấy rồi. Đấy cái sữa ông to này thì anh pha cho chị uống, uống được không? Chị uống được gì? Đấy thì pha sữa này cho chị nhá. Đấy bởi vì là chị là quán đường không? Chị đây, đây có một gói đường. Giai đoạn rất là cuối thì mình thích ăn uống gì thì mình kệ nó khác được. Ăn uống lúc đầu thì cũng kiêm được một thời gian dài 3 tháng này. Chị là nằm ở trong này à? Là nằm trong này. Đấy. Thì thực sự là về vấn đề riêng tư nên là Minh Hiếu không quay ở trong buồng cho quý vị xem, nhưng mà hiện tại thì chị đang nằm ở đây rồi, đang không làm gì được. Thế đợt vừa rồi là bán hết bò, bán hết đi chữa trị à? Bán hết đi kiếm thuốc mua chị ơi. Cũng được 3 tháng thôi, 3 tháng tròn nó nhưng mà một thời gian 3 tháng này tự nhiên đục xuống một phát như thế, đục xuống phát như thế, con dân này cũng khó khăn nhiều. Đấy người ta bảo là bệnh tật thì không để tránh khỏi được, khi mà bệnh tật đến thì nó có một cái rất là tốn kém, vừa thời gian lại vừa tiền bạc, đấy là như thế. Để may mắn thì người ta mới bảo là nếu mà may mắn mình cứ sống cứ khỏe khoắn như này không phải mất tiền, đấy thì có thể mới làm giàu được. Rơi bỏ đi anh. Bận anh. Đây đây bỏ kia. Rơi bỏ đi. Rơi lấy viên khác. À không uống nữa à? À đây này cầm chơi này, đấy, cho cầm một viên chơi. Anh là sinh năm bao nhiêu? 1987 ạ. 87 á? Vâng. À, thì hơn em 2 tuổi thôi. Em 89. À. Vâng. 87. Thế vợ là sinh năm bao nhiêu? Vợ thì lại hơn tuổi, cái vợ là 85. À, vợ 85 à? Hơn 2 tuổi. Tức là đứa cả là 14 tuổi rồi đúng không? Đứa cả 14 tuổi. Thế thì nếu mà như thế thì anh cũng lấy vợ sớm đấy nhỉ? Lúc là 17 tuổi 18 tuổi. À 17-18 tuổi đấy à? Đấy đây đây cho cái nữa này. Thôi cái đứa này thì phải chịu khó cho nó ăn tí anh ạ. Cho mình thi thoảng mình em bé này lấy biết nghe đấy nhỉ anh nhỉ? Biết nghe đấy, nhưng mà chưa nói được. Mình mua thịt đây nó mua cái gì để bởi vì bây giờ cũng khó để nói mà mua những cái đồ ngon cho bé Sá này thì cũng rất là khó, bởi vì cái điều kiện hoàn cảnh của anh Lúa bây giờ thì rất là khó rồi. Lúc thì có lúc thì không. Bây giờ rất là nhiều tiền cho chữa trị cho mẹ cũng như là cho đứa bé này. Đứa bé này đi viện mấy lần rồi? Đi 1 lần thôi, bởi vì là 1 lần à? Vâng, bởi vì là đi kiếm thuốc, đi tìm thầy thuốc với lại đưa vợ đi nhá để... Vợ là đi nhiều đúng không? Cứ đi suốt là lại không đem về, không kịp về lấy đứa con đi viện thì xong. À. Lấy được thuốc về nhà cho vợ uống rồi thì xong rồi lấy đứa con đi viện. Cũng có rất là nhiều thầy nhưng mà chữa được, nhưng mà như ung thư gan này cái dịch kia nó mạnh quá thì không mà được. Tức là mình vừa đi viện xong là vừa kết hợp thuốc nam đúng không? Nhưng mà nói chung là khó. Bị ung thư gan thì khó. Em thấy rất là nhiều người là bị ung thư gan là cũng khó lắm, cũng khó chữa được. Vâng. Nhưng mà hy vọng là sẽ có một cái điều kỳ diệu. Nếu mà chị còn uống thuốc rồi thì có một cái điều kỳ diệu đến với gia đình anh, chị có thể là vẫn ổn định sức khỏe, nhưng mà bây giờ hiện tại nằm như thế suốt à? Nằm như thế suốt thôi, không dậy được à? Không dậy được, dậy. Mọi thứ là sinh hoạt cá nhân là tại chỗ hết à? Rất là khó khăn nhỉ. May là cái bạn đỡ cả cái lần lớn một tí là có thể giúp anh lấy cỏ lấy kiếc được nhỉ. Giúp lấy đi phần. Thì mình lại việc này kia nó xây là lấy cỏ lấy kiếc rồi. Giúp lấy. Giúp bố. Có một cái hôm nay đây là có mỗi bạn bé ở nhà đó. À. Cái bạn cái này à? Mẹ thì nằm ở đây. Cái bạn chở lại ở nhà của mình đấy. Nên là các bác bởi vì là hai anh thì đi hộ phố lấy cỏ. Nhà còn nuôi mấy con bò con đúng không? Hai con bò con đúng không? Hai con bò con. Bởi vì cái bò to thì trước là bán hết rồi. Mà nhà nông thì thôi các bác thì không nuôi con trâu con bò thì từ là lúc đấy mùng bò ta thế. Lúc còn bảo tài thế này thì khóc còn khóc không được nữa này, không có sức để khóc nữa. Rất là khó chịu đấy, kiểu này rất là khó chịu đấy. Mà có thể là lúc đẻ ra là mẹ cũng đã không có sữa đúng không? Có, vẫn có đấy. Nó, có nhưng mà... lúc nó gần bị ốm bị kia là mới bỏ sữa mẹ thôi. À. Mới không chăm tin vào. Từ lúc bé đẻ ra là đã suy dưỡng như thế rồi. Không. À, lúc bé ra là bình thường. Cùng mẹ một ngày bị ốm. À. Xong là hồi đấy thì cứ chữa mẹ cứ đi viện này, xong là đi tìm thuốc này. Trước là lớn thôi đúng không? Bây giờ là lại còi xuống à? Làm bây giờ trước là lớn đấy. À. Đấy thì như quý cô bác anh chị theo dõi trên kênh của em Hiệp Tam Giác Mạch ấy thì cũng có cái trường hợp bé kia là y rằng như thế là cũng bị suy dinh dưỡng như thế. Đấy thì sau khi là được quý cô bác anh chị nhà hảo tâm cũng như là Mạnh Thường Quân hỗ trợ thì bé kia đã được em Hiệp đưa đi Hà Nội chữa trị rồi là chăm sóc, thì hiện tại bé đã có sức khỏe tốt hơn tí rồi. Đấy. Về dưới Hà Nội thì họ có nhiều dịch vụ hơn. Đấy, trình độ rồi là thuốc men người ta chuẩn hơn. Đấy, ở trên này. Nhưng mà phải có điều kiện, phải có tiền mới được. Về thời gian này làm cũng khó lắm. Làm cái gì cũng khó bởi vì mẹ đang giai đoạn rất là cuối nè. À. Bây giờ thì anh không thể đi đâu được, cũng không thể làm gì được rồi. Thế đợt đó đi làm việc là anh đi trông à? Đi chăm thôi. Thế là mấy đứa nhỏ, mấy bạn nhỏ này là khác ở nhà, khác nấu nướng à? Vâng, khác ở nhà, khác nấu nướng. Nấu nướng xong là cắt cỏ bò các thứ đấy. Cắt cỏ bò này xong khác ở nhà. Bé nó đứng dậy đi lại đi cho nó, có khi ngồi nó không thích à, ngồi không thích thì đứng dậy đi lại, đứng dậy đi lại. Đấy, bạn này có đá kẹo không? Cái bạn này có đá kẹo được không? Hả? Ăn hết chưa? Đây, có nhiều kẹo lắm đây này. Ăn hết chưa? À nhưng mà ăn xong rồi cái vỏ là phải không được vứt đây nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Kẹo vỏ là ăn hết, kẹo vỏ là phải cho vào bếp đốt đi nhá. Đấy, bạn này là ôi rồi mấy bạn này tóc dài quá nhỉ. Tóc rồi bên đây cắt mà, nhưng mà bé này là đang cõng em. À. Được. Hôm nào chú Khâm lên mang tăm đơ lên cắt cho một loạt nhá. Cắt ngắn luôn, chuẩn bị đi học rồi nhỉ. Không gặp, không cắt được nhiều mà cắt được. Bạn này là say à? Khu này là em là lên cắt hết. Khu này trẻ con em lên cắt nhiều lắm. À đấy à? Đây thực ra là nhìn mùa hè nóng nữa, thực ra để tóc dài khó chịu lắm. Thế là sáng dậy là phải để khăn rửa mặt cho em chứ. Không rửa mặt đúng không? Rửa xong rồi à? Lại nghịch bật đúng không? À. Con nào quần áo chú cho có vừa không? Xay có được bộ áo nhỉ? Xay có được bộ đấy. Xay với hồng. Yêu họ là được chú Khâm tôi nhiều quần áo lắm à? Này, em có ít quần áo mới cũng, các cô ở Hà Nội gửi lên cho lên phát cho các bé. Đây, kẹo này cất đi nhá, ăn dần nhá. Ăn mỗi ngày ăn 1-2 viên thôi, 2-3 viên thôi nhớ chưa? Đây, cất đi chia nhau nhá. Có biết chia nhau không? Đó. Đây, bạn đỡ này cất đi. Đấy, cất đi nhá. Nào còn buồn thì ăn nhớ chưa? Chia nhau ăn. Bạn hàng xóm đến chơi cũng phải chia nhau nhớ chưa? Đấy, còn cái này thì cất, cái này thì cất cho mẹ đi. Cất thì pha cho mẹ nhá. À, dạ, rất là ngoan. Đấy, bốn đứa bé này rất là ngoan. Có mỗi bạn Sá là đang khó chịu trong người thôi. Đấy, bởi vì là rất là yếu rồi. Đấy, rất là yếu. Nên là chỉ có bé đi lại là mới chịu thôi, chứ còn ngồi là không chịu. Đấy, cõng suốt ngày cõng thôi. Cõng suốt này đúng không? Ngày đi làm việc anh cũng cõng à? Vâng, đi làm việc thì cho hai đứa cả nhà thì cõng không? Cõng suốt đấy. Vâng, phải cõng suốt. À đấy. Trước kia là có 5 con bò, 5 con bò xong là bị bệnh là bán thì chữa trị hết. Đấy. Nhà thì to thôi nhưng mà cũng không có gì giá trị, không có tài sản nào là giá trị cả. Cơ bản là căn nhà thì được cái căn nhà thôi đúng không? Bây giờ thì căn nhà là xây từ trước. Căn nhà ở rồi. Mọi chuyện cũng không đến nỗi là khó khăn như thế khi mà chị không đổ bệnh. Rồi lấy cái gì? Nếu mà khỏe mạnh thì mình sẽ phát triển kinh tế được hơn. Sáng nay ăn gì chưa? Cho em bé ăn gì cho anh? Sáng nay ăn nhưng mà nó không ăn được gì mà. À, không ăn được gì à? À. Mai anh thử mua cháo gà ấy. Cháo gà có ăn được không? 10 gói thì là 2 lần. À. 10 gói là 2 lần cháo à? Cháo gói là vẫn ăn đúng không? Vẫn ăn. À. Cái hôm nọ em mua có ăn được. Có nhưng mà ăn ít thôi, vì có để ăn hay là cái được. Một gói đấy là mình pha là ăn được 1 bát này. Vất vả quá nhỉ. Tập ăn thì ăn được ít thôi. Không, bây giờ phải dần dần, anh phải dần dần cho nó ăn. Ăn. Bề bố thế nào? Ôi giời ơi. Đây, kẹo đây. Nào, thả đây. Chị cắn không? Kiểu khó chịu đấy. Chịu không? Đấy thì một cái hoàn cảnh rất là bi đát, rất là đáng thương. Minh Hiếu cũng đã tâm sự cùng với anh Lúa, cũng như là hỏi về cái quá trình mang bé Sá đi chữa trị rồi là chăm sóc người vợ. Đấy, phải nói là rất là khó khăn. Một lời rất là khó nói hết được. Đấy, mình Hiếu thông qua cái video này cũng chưa lột tả được hết cái khó khăn của anh Lúa gặp phải. Nếu mà chị mà không bị bệnh, mà đứa bé này không bị bệnh thì phải nói là anh Sá thì cũng không nên nói là khó khăn như thế. Đấy, sẽ có một cái điều kiện kinh tế là phát triển, cũng có thời gian chăm sóc những cái bé khác hơn. Đấy, bây giờ là mọi thứ là đều là đôi vai của anh Sá hết, lo toan hết. Đấy, Và việc chăm sóc đứa con út này cũng như là chăm sóc người vợ, rồi là mọi việc đồng áng, ruộng nương đều là một người gánh vác hết và nó rất khó khăn. Đây thì thông qua video thì Minh Hiếu cũng mong rằng là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả quý cô bác, anh chị, nhà hảo tâm cũng như Mạnh Thường Quân, mỗi người góp một hộp sữa hoặc là một gói đường để cho bé Sá này có thể là ăn uống hàng ngày, ví dụ là những cái gói cháo chẳng hạn đấy, thì để cho bé ăn buổi sáng, rồi là những hộp sữa để bé có thể uống và tăng cường cái sức đề kháng của mình hơn, bởi vì nhìn quá là đuối quý vị ạ, nhìn quá là đáng thương, nhìn quá là phải nói là rơi nước mắt đấy, rất là đáng thương bé. Từ lúc trước là anh Sá bảo là anh Lúa bảo là biết đi rồi đấy, sau khi đổ bệnh thì lại không đi được, không biết đi nữa, không biết bò nữa đấy, rất là khó khăn. Đây thì Minh Hiếu cũng mong rằng là mỗi người là góp một chút để giúp anh Sá vượt qua được những cái giúp anh Lúa cứ nhầm suốt, giúp anh Lúa vượt qua được những cái khó khăn của cuộc sống đấy. Thì bé thì là như thế này rồi, bảo là sau khi đi viện về là có bước tiến triển hơn, là khỏe khoắn hơn một tí đấy, còn người vợ thì giai đoạn cuối rồi thì nằm chờ trong kia rất là khó đấy, thì trừ khi là có những cái hy vọng là sẽ có những cái phép màu, những cái điều kỳ diệu đến với anh Lúa, đến với người chị thì sẽ vượt qua được cái khó khăn, rồi là vượt qua được cái bệnh tật đấy. Thì nếu mà được sự ủng hộ của quý cô bác ấy, thì mong rằng thì sẽ Minh Hiếu cũng rất là mong rằng sẽ thông qua em Khâm, bởi vì em Khâm thì người ở đây gần đây, và hiện tại thì em Khâm cũng có một cái kênh YouTube là Nắng Mai TV, ở phần đầu Minh Hiếu cũng nói rồi đấy, em Khâm cũng đã chia sẻ rồi đấy, và đã chia sẻ những video về em Sá rồi. Tuy nhiên là chưa có duyên để kết nối với Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm. Đây thì hy vọng rằng thông qua video này thì sẽ nhận được những cái sự ủng hộ, những sự đóng góp, hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm. Thì mọi sự ủng hộ thì có thể là thông qua em Khâm. Đấy, số điện thoại là bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Của em là 0982 132 và 802. Đấy, 0982 132 802 là số điện thoại của em Khâm, hoặc là thông qua Minh Hiếu cũng được. Minh Hiếu sẽ tiếp tục là cùng em Khâm sẽ đến giúp đỡ gia đình anh Lúa và bé Sá vượt qua những cái khó khăn của cuộc sống. Cuối cùng thì Minh Hiếu xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào quý khán giả.